Tôi đi cho Tina Nam được sẵn gì đó. Ở đây cũng ít người thôi để cho Tina nói. Để ta lắm cái ông thầy này này. Nó quen nhau không phải là ít. 5 năm. Nhưng mà vì ông nghe cái con đĩ là đầu đường sắp sợ nha. Đĩ con cũng nặng lắm. Nó moi móc tôi kìa. Nó không biết làm cái gì hơn rồi đi moi móc người này, nói xấu người kia. Nên chị cha cũng không có cha mẹ cũng mặc là không tìm mẹ lại không có nha. Mà cái đứa nghe ngu, nghe ngu nữa. Ở quen nhau 5 năm trời phải biết làm đạo ta người ta như thế nào chứ. Tại sao lại nghe đồ đi được quá nhau? Thành thử tôi vậy mà tôi nói thật với các bạn, tôi bỏ ông như vậy đó. Cho đến khi hôm nay thì tôi nhờ mày chứ nói lại với tôi thấy tội nghiệp tôi quen lại, tôi lại theo ông đi. Nghe chuyện đó. Tôi bỏ đây là lần thứ hai nữa. Đó tôi nói trước cho ông hỏi mình đi. Nói tội nghiệp đi. Cầm cái đồ đi. Anh không có tự hát được nói không? Không nói gì cả. Người có tật thì giật mình. Tina, 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 Tina